Ngày tốt cắt tóc tháng 7 năm 2022 dương lịch. Quảng Tòm xin kính chào quý anh chị em. Thì theo cái quan điểm của Phật giáo Kim Cang Thừa thì người ta quan niệm rằng là cái mái tóc nó có mối quan hệ sinh khí trực tiếp giữa con người và cái vũ trụ. Do đó nếu chúng ta cắt tóc trong những cái ngày tốt thì chúng ta sẽ đem lại được cái sự bình an, được cái nhiều cái lợi ích, đem cái sự tăng trưởng về cái sự may mắn và tăng trưởng về cái sự trí tuệ. Còn nếu như chúng ta cắt tóc trong những ngày không có thuận lợi thì chúng ta sẽ gặp những cái sự gọi là bệnh hoạn hoặc là những sự khổ đau, những sự khốn khó trong cuộc sống. Do đó thì hôm nay Quảng Tòng cũng căn cứ theo những cái sách cổ để lại thì Quảng Tòng cũng làm cái ngày tốt cắt tóc trong cái tháng. Nếu quý anh chị em nào quan tâm thì hoan hỷ thì chúng ta cùng tham gia khảo sát với Quảng Tòng. Nếu quý anh chị em nào không hoan hỷ thì chúng ta xin bấm lướt qua để chúng ta xem những video khác. Thì sau đây Quảng Tòng xin được mời quý anh chị em cùng tham gia khảo sát với Quảng Tòng. Trước tiên chúng ta sẽ qua ngày 1 tây tháng 7 có can chi là Ất Mão. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự hoan hỷ. Là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 2 tây tháng 7 có can chi là Bính Thìn. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được phú quý. Như vậy là ngày 1 tây và ngày 2 tây rất là tốt cho chúng ta để cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 3 tây tháng 7 có can chi là Đinh Tỵ. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì mặt của chúng ta sẽ bị đen. Do đó ngày hôm nay là một ngày xấu, chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 4 tây tháng 7 có can chi là Mậu Ngọ. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tăng trưởng về cái sự tăng trưởng về trí tuệ. Là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 5 tây tháng 7 có can chi là Kỷ Mùi. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gọi là được cái sự khương ninh, được cái sự đại cát rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 6 tây tháng 7. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự trường thọ. Được cái sự trường thọ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 7 tây tháng 7 có can chi là Tân Dậu. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tăng trưởng về trí huệ. Tăng trưởng về trí tuệ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 8 tây tháng 7 có can chi là Nhâm Tuất. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được phát triển cái lòng yêu thương đối với người nhỏ tuổi. Phát triển lòng yêu thương. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 9 tây tháng 7 có can chi là Quý Hợi. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tăng trưởng về cái sự may mắn, gặp nhiều cái may mắn trong cái cuộc sống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày Giáp Tý là ngày mùng 10 tây tháng 7. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp cái sự khốn khổ, là một ngày xấu. Như vậy ngày 10 tây tháng 7 thì chúng ta không nên cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 11 tây tháng 7 có can chi là Ất Sửu. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp cái sự gọi là ít trong sáng, sự không hay trong cuộc sống. Như vậy ngày 11 tây tháng 7 cũng là một ngày xấu, chúng ta không nên cắt tóc. Như vậy chúng ta sẽ lướt qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 12 tây tháng 7 có can chi là Bính Dần. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự gọi là viên mãn cát tường. Là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 13 tây tháng 7 có can chi là Đinh Mão. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự đại cát. Như vậy là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 14 tây tháng 7 có can chi là Mậu Thìn. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự lợi ích trong cái cuộc sống. Là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 15 tây là ngày Kỷ Tỵ. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày 15 tây tháng 7 thì chúng ta sẽ gặp cái là nhiều cái bệnh tật. Cho nên ngày hôm nay là một ngày xấu, chúng ta nên bỏ qua.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 16 tây tháng 7 là ngày Canh Ngọ. Nếu chúng ta mà cắt tóc trong cái ngày Canh Ngọ ngày 16 tháng 7 này thì cái thần sắc của chúng ta nó sẽ bị nhợt nhạt, bị hao tổn thần khí. Do đó ngày 15 và ngày 16 là một ngày xấu, chúng ta không nên cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 17 tây tháng 6. Qua ngày 17 tây tháng 7 có can chi là Tân Mùi. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bị tán tài. Như vậy là cũng là một ngày xấu, chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 18 tây tháng 7 có can chi là Nhâm Thân. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái họa trong cái cuộc sống. Cho nên ngày hôm nay cũng là một ngày xấu, chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 19 tây tháng 7 là ngày Quý Dậu. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái hoạn nạn trong cuộc sống. Do đó ngày hôm nay cũng là một ngày xấu, chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 20 tháng 7 là ngày Giáp Tuất. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự gọi là được cho tặng thực phẩm. Được cho tặng cái thực phẩm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 21 tây tháng 7 có can chi là Ất Hợi. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta được cái sự viên mãn cát tường. Như vậy là những ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 22 tháng 7 có can chi là Bính Tý. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự gọi là đại cát, rất là tốt để cắt tóc. Tiếp theo chúng ta sẽ qua ngày 23 tây tháng 7 có can chi là Đinh Sửu. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bị ốm đau, bị bệnh tật. Cho nên ngày 23 tây tháng 7 là ngày xấu, chúng ta nên lướt qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 24 tây tháng 7 có can chi là Mậu Dần. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì cuộc sống chúng ta sẽ được bình an, được cuộc sống bình an. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 25 tây tháng 7 có can chi là Kỷ Mão. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bị bệnh ngoài da, là một ngày xấu, chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 26 tây tháng 7 là ngày Canh Thìn. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bị cái sự bất hòa, cái sự cãi vã đối với những người thân, những người xung quanh của chúng ta. Cho nên ngày này cũng là một ngày xấu, chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 27 tây tháng 7 là ngày Tân Tỵ. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trí tuệ tăng trưởng, là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 28 tây tháng 7 có can chi là Nhâm Ngọ. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta được cái sự là vừa ý trong cái cuộc sống. Như vậy là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 29 tây tháng 7 là ngày Quý Mùi. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái sự gọi là thọ phước. Được sự thọ phước, là một ngày rất tốt để chúng ta cắt tóc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 30 tháng 7 là ngày Giáp Thân. Nếu chúng ta cắt tóc trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp cái chuyện quan sự, là một ngày rất xấu, cho nên chúng ta nên bỏ qua. Như vậy, kính thưa quý anh chị em, Quảng Tòng đã cùng với quý anh chị em đã khảo sát xong những ngày tốt để cắt tóc trong ngày hôm nay. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment, đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em và xin hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video tiếp theo.